Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ khởi động đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang đăng ký tham gia đề án 1 triệu hecta với diện tích 200.000 hecta. Theo đó, giai đoạn 1 năm 2024 là 60.000 hecta, bao gồm 24.738 hecta. Thực hiện dự án VNSAT và đến năm 2025 đạt 100.000 hecta. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030 là 200.000 hecta. Thực hiện đề án với sự tham gia của các hợp tác xã của 12 huyện thành phố, gồm Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Dòng Riền, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và thành phố Rạch Giá. Kiên Giang với lợi thế về sản xuất lúa gạo với diện tích sản xuất khoảng 700.000 hecta một năm, đóng góp trên 4,4 triệu tấn lúa một năm, với diện tích và sản lượng lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong tháng 8 năm 2024, tỉnh Kiên Giang tiếp tục triển khai một mô hình thí điểm 10 hecta trên diện tích lúa tôm tại huyện An Minh. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ triển khai thêm 10 mô hình thí điểm tất cả các huyện còn lại, tổ chức 120 lớp tập huấn. Đề án 1 triệu hecta kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành sản xuất lúa gạo của tỉnh Kiên Giang, đáp ứng mục tiêu sản xuất lúa giảm phát thải thấp, giảm chi phí và tăng thu nhập cho người nông dân. Sau khi chúng ta làm lễ khởi động này thì chúng ta đã có một cái kế hoạch cụ thể hơn, tức là chúng ta thực hiện hai cái mô hình bộ đầu tư cho địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chúng ta đang có kế hoạch cho 10 cái mô hình của tỉnh Kiên Giang chúng ta sẽ đầu tư trong vụ đông xuân tới. Như vậy thì sau khi tham quan học tập và nhân rộng mô hình này thì chúng ta có thêm tiền đề là 10 mô hình cho 10 huyện nữa, thì làm cơ sở là bà con mình nữa tiếp cận được từng cái vùng đất khác nhau, từng điều kiện khác nhau, thì chúng ta có từng cái loại mô hình khác nhau để cho bà con mình ứng dụng phù hợp với từng điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, đặc biệt là điều kiện của địa phương, để chúng ta tổ chức nhân rộng toàn diện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chọn Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp để thực hiện thí điểm áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp với diện tích 50 hecta trong vụ lúa thu đông 2024. Nông dân trong hợp tác xã đã được tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất gồm áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo xạ đến thu hoạch, quản lý rơm rạ theo nguyên lý nông nghiệp tuần hoàn, thu rơm rạ ra khỏi đồng làm nấm rơm, thức ăn cho gia súc, phân hữu cơ. Trên cánh đồng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, các đại biểu xem trình diễn các loại máy móc thiết bị, cơ giới hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Tham gia cái đề án này rất là hay, giúp cho người nông dân được thay đổi tư duy trong sản xuất từ cái tập quán xã cũ, cũng như là hiện nay diện tích xạ lúa thì 1 hecta khoảng như là 100 đến 150. Nhưng hiện nay qua tham gia trong đề án 1 triệu hecta thì vận động người nông dân tuyên truyền, người nông dân thấy rõ là cái hiệu quả về cái vấn đề là cái giảm được đường giống. Và cái thứ hai nữa là giảm được cái lượng phân bón. Cái thứ ba nữa là cái giảm được cái chi phí đầu vào. Đối với cái mô hình được xã nông nghiệp chọn làm điểm 50 hecta thì cái này là cũng là một cái điều kiện để người dân tham gia, rồi qua đó để cũng ứng dụng, áp dụng các cái quy trình sản xuất xanh, quy trình sản xuất lúa chất lượng cao cũng như phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Rồi qua đó thì từ cái dự án này sẽ làm cái sức lan tỏa đến các cái khu vực của trên địa bàn huyện và các cái hợp tác xã để nhân rộng. Tại buổi lễ khởi động, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp đã ký kết bản thỏa thuận với các doanh nghiệp tham gia đề án 1 triệu hecta, tổ chức liên kết xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị hạt gạo và thu nhập của người trồng lúa.